Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một cái đầu giày mã mức giá rẻ đến từ hãng Conban. Model là 307. Conban là cái nhánh con của cái thương hiệu Theta nổi tiếng. Thì cái dòng này là cái dòng DAC mà được lắp ráp tại Mỹ luôn nha các bạn, chứ không phải là nước thứ ba. Thì con này nó có cái cọc cấp quang và cọc đồng trục thì rất là phù hợp cho các bạn. Có thể chơi từ TV hoặc là các thiết bị có cọc cấp quang xuống và cọc đồng trục nữa. Thì thiết kế của nó là mặt phay nhôm rất là đẹp. Con này thì nó có cái size chiều ngang của nó là khoảng 25, khoảng 25, gần 25. Và rất là đẹp. Nó có một cái đường cong ở đây, nhìn rất là sang trọng. Cái inbox thì chúng ta có thể chọn inbox vào bằng cách nhấn vào là cổng có sò và chúng ta nhả ra là cái cổng cấp quang. Thì nhìn cũng rất là đơn giản, rất là dễ xài. Và bây giờ mình sẽ quay phía sau cho các bạn xem. Thì cái con này nó tuy nhìn nhỏ bé nhưng rất là cứng cáp. Rất là cứng cáp nha các bạn. Đây mình quay phía sau cho các bạn xem. Và không giống như những cái con khác thì con này nó xài nguồn bên trong luôn. Nhiều con thì nó xài adapter. Các bạn. Đây. Con này là cái dòng mà nó xài hai cổng luôn. Cổng in và cổng in có sờ và cổng ra cũng có cổng out có sờ nữa và có thêm cổng in cấp quang. Cấp quang thì chắc chắn là những bạn chơi DAC thì không có thì không biết xài làm sao luôn. Design and manufacture in USA by Theta Digital, là sản xuất và lắp ráp tại Mỹ bởi cái hãng Theta này. Và chúng ta thấy cái nguồn của nó này, cái nguồn của nó, cái nguồn rời này, cái dây nguồn rời chứ không phải cái nguồn thì tích hợp bên trong rồi. Và chúng ta thấy cái dòng chữ là Made in USA đây nữa, rất là kỹ luôn. Giải thích ở đây một dòng chữ là Made in USA. Và cuối cùng cái mức giá của cái con giày mã này thì rất là bình dân luôn, chỉ có 7.300.000 thôi. Bây giờ mình sẽ test âm thanh của nó nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ test cái giày mã Combo DAC 307 thì chất liệu mình test là nhạt, chất lượng cao, từ ổ cứng mình phát qua TV xuống cấp quang vào đầu giày mã. Thì các bạn có nhu cầu về nhạc chất lượng cao cũng có thể liên hệ mình với mức giá cực kỳ đẹp luôn. Hàng ngàn cuốn đĩa nhưng mà mức giá chỉ vài trăm thôi, và mình sẽ trộn gói cho các bạn. Và bạn chưa có ổ cứng thì mình có cung cấp luôn ổ cứng nha. Bây giờ mình sẽ test cái đầu này. Thank you.
Đăng ký để khỏi bỏ lỡ những video mới nhất đến từ Nguyên Hùng Audio. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.